quyết được việc gì cả, kể cả với hậu cũng sẽ không tốt. Với một thời gian mà tính cho đến hôm nay thì là vừa đúng 2 tuần kể từ ngày chúng tôi nhận được visa và bay từ Hà Nội sang Hà Lan. Thì tức là hậu mới đặt chân lên đất nước Hà Lan được có 13 ngày. Thì đã được đăng ký thi đấu trong đội hình chính 2 lần và được thi đấu trong đội hình dự bị. Hôm nay cũng là buổi thứ hai ngay từ đầu. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều gì đó rất là tốt mà chúng ta không cần phải lăn tăn và suy nghĩ nhiều. Các bạn có nhìn thấy hậu vừa lấy bóng quả vừa rồi không? Rất là tốt.